trên Facebook và là một cộng đồng mở, là gồm những người là quản lý về công nghệ thông tin. Thì người, chắc là rất nhiều anh chị đã nhận được cái tin của cái ngày bia đây này thông qua cái trang Facebook của ID The Club và ID The Club. Có thể add thêm cái Facebook của anh Hải Phạm. Ở Hà Nội thì sau chút sau Sài Gòn thì được khởi xướng bởi hai anh của hôm nay, cả hai anh rất tiếc là một anh thì đang bận dự án, một anh đang đi công tác, chắc là sắp về, là anh Lê Phú Cường, là VP Manager của DTD Group, và anh Hà Nam Ninh hiện nay là Technology Manager của Binet. Lát nữa thì chắc anh Cường sẽ có mặt ở đây, thành lập ra ID The Club Hà Nội sẽ mặt. Thì trong suốt năm 2014 thì cộng đồng IDLC Hà Nội thì có làm được tất cả là khoảng 6 buổi, trong đó có 5 buổi offline và 1 khóa training về ITU trong vòng 3 ngày. Tiếp nối cái này thì trong năm 2015 thì chúng ta sẽ có thêm một số sự kiện và điển hình. Để mà mọi người có thể hiểu rõ hơn thì từ năm 2015 thì IT Leader Club Hà Nội có họp lại và đưa ra cái mục tiêu trong năm của cộng đồng ITLC Hà Nội. Thì thứ nhất là trở thành cầu nối giữa tổ chức, doanh nghiệp và nhà cung cấp giải pháp. Thứ hai là kết nối những người làm nghề. Và cái thứ ba là trở thành nơi tập trung cái tri thức ngành để anh em có thể chia sẻ như là trao đổi thông tin với nhau. Thì danh sách ở đây có đến ngày hôm qua thì có tất cả là 6 người. Có anh Cường thì hiện nay đang trên đường, đang trên đường về lại là DTT. Anh Vũ Hưng thì đã biết là chị Trần Nguyễn Oanh, CEO của Sectany. Anh Hậu là CEO của IBA Network System. Và bạn Nam là của Topika. Mình làm Fish và bạn Duy là cái bạn mà check in đó. Các bạn trắng DKT. Thì cái sai này, là Cường Lê làm và muốn rất muốn kêu gọi tất cả anh chị đã mặt ở trong các sự kiện của IDLC Hà Nội sẵn sàng tham gia giúp đỡ cộng đồng, đã như là chia sẻ các cái kiến thức của mình cho cộng đồng. Anh chị nào mà có mong muốn chia sẻ và chào luôn luôn chào đón ở IDLC Hà Nội thì có thể liên hệ với cả ban tổ chức sự kiện. Thì trong năm 2015 thì đến thời điểm này thì tôi đang làm cái chuỗi sự kiện về nghề BA và đã khởi động được một chương trình BA Day lần thứ nhất diễn ra ngày 26 tháng 7 có hai chủ đề là BA cho dự án outsourcing và BA cho dự án chính phủ điện tử. Tiếp nối cái này thì do là vẫn có nhiều anh chị ở trong BA Day 1 rất là mong muốn được chia sẻ nhiều hơn. Hôm nay chúng ta đang ngoài đây để bắt đầu cái buổi của ngày BA Day 2 là con đường trở thành BA Thúc. Và không biết là sau buổi này thì có thêm buổi BA thứ N hay là gì không. Nhưng mà bật mí với các anh chị là trong khoảng tháng 10 thì các anh chị làm BA trong cộng đồng IDLC Hà Nội sẽ dự kiến có một cái khóa huấn luyện về cho những anh em nào mà làm BA để trực chiến và tìm hiểu một chuyện bí kíp về nghề làm BA. Cái chuỗi khóa huấn luyện này dự kiến diễn ra trong khoảng 15 buổi cơ. Nhưng mà cái đấy thì chúng ta sẽ để sau đi, bật mí thế thôi, mọi người có thể tham gia. Thì để không mất thời gian mọi người thì sẽ bắt đầu cái BA Day 2 ngay bây giờ. Xin mời anh Hải Sơn, đại diện từ Habitat. Và bây giờ